Xin chào, rất vui gặp lại anh em ở một video xem soi có chủ đề về chương mới. Sau một tuần hoãn do cảm mạo, bác Oda đã Okela trở lại mang cho chúng ta khung cảnh tuyệt vời, trọn vẹn hòn đảo lớn nhất thế giới Elbaf. Bằng Ngũ Rơm đã đến nơi, đoàn tụ với nhóm Luffy ở trên đảo. Có rất nhiều yếu tố thần thoại được thêm vào trong chương mới tuần này. Tâm điểm là màn lướt cầu vồng Bifrost mãn con nhà bà nhãn, gợi lại bao nhiêu thước phim huyền thoại về Thor, Loki và Asgard, xứ sở của những vị thần. Ok, không để anh em chờ đợi lâu, đến ngay chi tiết One Piece Chapter 1132. Let's go! Chương mới có tên Cuộc phiêu lưu ở Elbaf, trang bìa là volume 19, hành trình khám phá Wano của Yamato. Cô nàng đến nhà tù Udon để điều tra tên tội phạm bắt cóc các thiếu nữ. Udon đang được xây dựng lại từ đống đổ nát, tái chế thành nhà kho cũ. Cây vồng Bifrost xuất hiện. Tiếp nối diễn biến cuối chắt trước, chưa rõ tình hình ông chú người khổng lồ sao như nào, hy vọng đừng làm cho chị đẹp Robin xót xa thêm nữa, bởi Robin đã chuẩn bị tươm tất để gặp lại ân nhân của mình. Hiện tại, băng mũ rơm cũng vừa cập bến Elbaf, con tàu khổng lồ Great Eric đã tiếp cận bến cảng. Một đứa trẻ tàu khổng lồ ra chào đón họ, Colon, nhóc con từng xuất hiện ở chương 1076 trong quán bar giai đoạn xanh chuẩn bị đi dạy đời Kid một tay. Thằng cu gào thét gọi tên Luffy, yêu cầu hai vị thuyền trưởng Dory Broggy ghé qua chỗ nó để xem dò các thành viên băng mũ rơm. Những gì tứ hoàng tóc đỏ nói về Luffy đã thôi thúc sự tò mò của Colon về thuyền trưởng băng mũ rơm. Cụ cậu muốn xem thử Luffy muôn hình vạn dạng ra sao mà được idol xanh khen đáo để. Chắc phải đợi dịp sau, Dory Broggy cần phải đưa các vị khách quý lên tầng 2 ngay lập tức. Con tàu Great Eric vừa cập cảng đã vội lao thẳng lên cầu vồng kết nối, con đường di chuyển nhanh nhất ở khu tự trị Elbaf. Nghe quen quen đúng không mấy ông? Đúng thế, đó chính là cầu vồng Bifrost trong thần thoại Bắc Âu nối liền cửu giới. Ở Elbaf, cây cầu này nối thẳng biển cả với tầng trên của cây tần bì Yggdrasil. Những người Elbaf đã tạo nên cây cầu thần kỳ bằng chất liệu sandstone đá mặt trời. Đi cùng tàu Great Eric là con tàu của Hajudin, thuyền trưởng băng người khổng lồ mới, vội vã đến chào hỏi Say Hi với băng mũ rơm. Henniken chờ đợi quá lâu khoảnh khắc bố già Luffy ghé thăm quê nhà của mình. Tất nhiên, vị hoàng tử cũng không quên mang theo con nai sừng tấm vừa săn được. Dự là sẽ có một buổi tiệc linh đình đây. Chúng ta đang thật sự lướt trên cầu vồng này. Trời ạ, Luffy hẳn phải thốt lên oh wow nếu nhìn thấy cảnh này. Cái tội ham chơi tuột mất phân đoạn phê lòi nhất trong chuyến tham quan. Đến Elbaf mà không lướt đi trên cây cầu bảy sắc thì coi như là tiếc cả cuộc đời. Khả năng cao, thằng Lu kiểu gì cũng đua đòi cho bằng được, làm thêm chuyến tàu lượn siêu tốc. Thỏa thuận giữa Luffy và Loki. Trở lại phía bên kia nơi Luffy đang nói chuyện dở với Loki, cậu đã giao kèo xong và đang trên đường đi thực hiện lời hứa. Lu nhảy lên trên cây cầu lúc trước, gặp được hai thành viên băng Hajudin là Gert và Goldberg. Cô nàng xinh đẹp tự giới thiệu người quen, chào đón nhiệt tình với Luffy. Em rất thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Lu cũng làm thân nhảy lên tay Gert. Nhanh chóng họ kết bạn với nhau. Khi được hỏi về những gì xảy ra với Luffy bên dưới âm giới, thằng cu tứ hoàng nó dở giọng bốc phét, tưởng mình Usopp, hóa ra chỉ là cái móng chân của đấng. Lu cố dối gian chả có gì vẹo hết, nhưng mặt mày nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, nói phét chưa bao giờ là sở trường của mấy đứa gia tộc họ đi. Luffy đã hứa với Loki giữ kín bí mật của gặp gỡ cả hai, thế nên Gert và Goldberg không hề biết nguy cơ tận thế bắt đầu từ đây. Họ tự trấn an bản thân, chắc nhóc Lu đã có trải nghiệm kinh hoàng dưới âm giới nên mới khó coi như vậy. Người thì giàu trí tưởng tượng, kẻ vừa mới đàm đạo vui vẻ với tội phạm nguy hiểm nhất. Cái thói báo đời của Luffy nó bốc mùi nặng quá đây này. Đi Exciter mà không trộm chó, đời không nể. Vào thời điểm nào đó, Lu nó sẽ trộm mất chiếc chìa khóa mở còng cho Loki. Phía bên kia, nhóm Nami cũng đang ở trên cầu. Thằng Rốt vẫn quyết không buông tha cho họ. Kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Nami Usopp dựng lên cái bẫy húp trọn thần mặt trời phách. Họ đốn một cái cây to, chỉ chờ Rốt đi qua bước ngang sợi dây. Nguyên cây cổ thụ úp bể đầu thằng Wibu chúa. Ở phía sau, Gert Goldberg cũng đuổi kịp nhóm Nami, cắt đuôi tên Rốt. Họ yên tâm tiếp tục chuyến phiêu lưu khám phá vùng đất của những chiến binh huyền thoại. Để trừng phạt những gì Rốt gây ra cho các vị khách quý, Gert cùng Goldberg thực hiện động tác Hakoku, uy quốc thương hiệu. Nhưng chỉ là giơ cao đánh khẽ mang tính răn đe, Rốt đầu mọc nấm vừa cái nư lắm. Luffy nhảy từ người cô nàng khổng lồ xinh đẹp, cậu đoàn tụ với nhóm Nami, họ tiến thẳng lên phía trên vì muốn nhìn toàn cảnh vương quốc người khổng lồ. Háo hức lắm rồi, đặc biệt là Usopp, giấc mơ bấy lâu sắp sửa ở ngay trước mắt. Thiên giới, dương giới, âm giới. Trong khi đó, đội hình Dory Broggy vẫn lướt trên cầu vồng. Elbaf được giới thiệu chia làm 3 tầng riêng biệt. Thiên giới, tầng cao nhất, nơi những vị thần sinh sống, chỉ có hoàng tộc mà những người địa vị cao mới được phép đến đây. Những vị thần cai quản Elbaf có ảnh hưởng lớn chi phối toàn bộ vương quốc.
dương giới, tầng giữa được xây dựng trên những nhánh cây tần bì khổng lồ. Nơi đây bao gồm các ngôi làng của tộc Elbaf. Hầu hết người dân sinh sống ôn hòa ở dương giới, chỗ mà Linlin ngày xưa từng đốt sạch một ngôi làng nhỏ. Âm giới, tầng thấp nhất, bao phủ bởi băng giá và thú hoang, lạnh lẽo không một bóng người, dùng để giam giữ tội phạm cũng như hành quyết chúng. Loki là kẻ nguy hiểm nhất âm giới, đã 6 năm kể từ khi vị hoàng tử bị giam cầm. Để đi lại giữa các tầng, sử dụng cầu vồng Bifrost là cách nhanh nhất, ngoài ra có thể chạy bộ trên những cây cầu dây thừng khổng lồ. Toàn cảnh Elbaf hiện ra hoành tá tràng theo đúng nghĩa đen, làng mạc cây cối con người, cái quần què gì cũng to khủng khiếp. Nó như mô hình phóng đại gấp hàng nghìn lần cái hộp Lego mà thằng Rốt trưng bày trong phòng của hắn. Chào mừng đến với An Giang xứ sở thần tiên. À nhầm tí, chào mừng đến với Elbaf xứ sở thần thoại. Một cách chính thức, băng mũ rơm được xác nhận đã đặt chân lên vùng đất của những chiến binh khổng lồ đầy kiêu hãnh. Vương quốc hiếm hoi chưa bao giờ bị chính phủ động đến. Dính phải hiệu ứng toàn cảnh, đứng trước một nơi rộng lớn bề thế khó tin, Luffy và Usopp thật sự rất xúc động, pha lẫn vào đó là một chút hoài niệm về lời hứa của mình ở Little Garden. Sau bao nhiêu cố gắng, vượt qua hàng ngàn chông gai, đạp gió rẽ sóng, Luffy Usopp cũng tới được miền đất hứa Elbaf huyền thoại, quê hương thứ hai của Joy Boy và Shogaking. Toàn bộ thành viên băng mũ rơm đồng loạt thể hiện cảm xúc, đến những người nghiêm túc như Zoro, Robin cũng phải choáng ngợp. Há mồm trước sự hùng vĩ của Elbaf, dẫu biết và nghe về nó rất nhiều trước đây, vẫn không thể tưởng tượng nổi nó to hơn cái sự tưởng tượng rất rất nhiều lần. Người tỉnh nhất bây giờ không ai khác, chỉ có anh bốn Sanji. Mặc kệ mọi người say sóng như nào, hoàng tử Germa đang bận thở oxy bên cạnh tâm hồn của người đẹp gớt. Bộ loa khủng nhất trong cuộc đời Sanji từng nhìn thấy. Kể từ khi tận mắt chứng kiến tâm hồn của gớt, Sanji đã quên mất cô nàng tiên cá ở đảo Nhân Ngư. Shirahoshi chỉ còn là cái tên. Song song với tất cả sự kiện đang diễn ra, vài câu thoại xuất hiện như lời giới thiệu về đảo quốc khổng lồ. Sự ngoại cỡ mang lại cảm giác không gì diễn tả được. Đây là vương quốc chiến địa, còn được biết đến với cái tên Elbaf. Tàu Great Eric đã lên được tầng 2, thế nên toàn bộ thủy thủ đoàn băng mũ rơm đã gặp nhau sau một đêm say bí tỉ. Vãi nồi thật, đường nào cũng về La Mã, nhóm Frankie thì lo sốt vó tìm kiếm khắp nơi. Còn tụi Luffy báo đời khám phá Elbaf trước những người khác. Chứng kiến những người bạn đi cáp treo lên tầng 2, bộ ba trẻ trâu Luffy, Usopp, Chopper chề môi, nằng nặc đòi đi cầu vồng cho bằng được. Cảm giác chắc là tuyệt lắm nhở. Tứ hoàng chứ mấy thứ lấp lánh như này không thử một lần không được. Cái thói phân bì nổi lên và rồi kiểu gì Lu nó cũng tìm cách đi lén một lần cho biết. Đã lâu rồi bác Oda mới đưa chúng ta trải nghiệm yếu tố phiêu lưu tuyệt cú mèo. Mọi thứ hiện ra thật kỳ ảo, khó lường. Tất cả vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Elbaf như bản nâng cấp Pro Max của đảo trời Skypiea. Đừng nán lại Elbaf quá lâu. Cuối chương, lời thoại tiếp tục. Những câu thoại được xác nhận là của tác giả Louis Arnott, người đã tìm ra và đặt tên cho hòn đảo Little Garden, một nhà khám phá tài ba với cuốn sách cực kỳ nổi tiếng Brakman. Từ cỏ cây hoa lá cho đến chim chóc côn trùng muôn loài ở đây, người ta có thể há hốc mồm trước kích thước của mọi thứ. Những người bạn thám hiểm của tôi, thời gian ở đây sẽ không hề vô ích đâu. Trong những chương cuối, giữa khu rừng Elbaf, một bóng đen đang lướt đi, không nhìn thấy rõ diện mạo của người bí ẩn, chỉ thấy đâu đó dấu hiệu mái tóc dài và đội chiếc nón phong cách samurai Wano quốc. Một số dự đoán cho rằng người bí ẩn cuối chương chính là người đã ngồi uống rượu với bác sĩ Crocus của băng Roger ở trang bìa chap 631. Ngoài ra, bóng đen chờ đợi băng mũ rơm đến Elbaf vài chắc trước cũng có thể là ông ấy. Theo anh em sẽ là nhân vật mới hay người nào đó từng xuất hiện kiểu Shiki Gaban. Có lẽ người này đang vội vã đến gặp Luffy và những đồng đội của cậu. Một trong nhân vật sẽ dẫn dắt câu chuyện tại đảo quốc khổng lồ tới đây. Ở trang cuối, chapter 1132 kết thúc với lời cảnh báo của tác giả Louis Arnott. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ ghi lại một điều về vùng đất bí ẩn Elbaf, nơi mà mọi thứ đều khổng lồ, tôi muốn các bạn khắc ghi kỹ lời của tôi trong tâm trí các bạn. Đừng nán lại vùng đất này quá lâu. Cái gì càng đẹp, càng mang theo sự nguy hiểm bên trong nó. Lời kết của tác giả cuốn sách Brakman dự báo chuyến phiêu lưu không mấy thuận lợi của băng mũ rơm ở đoạn cuối. Chẳng sao cả, cứ tận hưởng giây phút trải nghiệm có 102 trước đã. Cả đời người chỉ sống có một lần thôi, hãy để cho định mệnh quyết định số phận. Ok, trên đây là video chi tiết chapter 1132. Mới vào Arc Elbaf nên mọi thứ còn nhẹ nhàng tình cảm. Anh em cứ kiên nhẫn nhá, chap nào cũng có cái hay riêng của nó. Rồi, như thường lệ, say hi 3 fan may mắn được bế lên TV hôm nay. Đầu tiên là bạn Hương Gia. Tại sao chúng ta không đoán Loki xài vũ khí gì? Ở phân cảnh Loki bị xích, có hình cây búa sấm sét đấy bạn. Có lẽ Loki sử dụng Mjolnir là vũ khí chính nhá. Bạn F168, càng về sau càng hấp dẫn, hóng chap mới quá. Đúng vậy, ông nào chỉ thích đánh đấm combat thì coi mấy bộ mì ăn liền nhá. One Piece đề cao yếu tố trải nghiệm phiêu lưu. Bạn người nhà quê, dịp đỏ mà nâng cấp tàu Sunny to hơn nữa thì sẽ ra sao nhở?
Hồi đó có mấy khúc gỗ quèn mà làm được hẳn Sunny, giờ có nguyên cái cây trước mặt, làm luôn con tàu xịn như Pluton cũng không có gì là khó khăn với anh xịp đỏ. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye! すぐ追いかけるぞ! そういや、お礼も言ってなかったな。よし、行こう!